Tháng 1 âm lịch năm 2021, ba tuổi này chắc chắn trúng lớn, liên tục phát tài may mắn, tiền nhét chật két. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều mang trong mình một lá số tử vi khác nhau. Có người thời điểm trước gặp rất nhiều may mắn, tài lộc tự tìm đến cửa, cuộc sống nhẹ nhàng sung sướng mà vẫn giàu sang, phú quý đủ đầy. Nhưng có những người lại chẳng có gì trong tay, làm đến đâu tiêu hết đến đó, cuộc sống nghèo khó, đeo bám đến tận bây giờ. Khi xem tử vi của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021, đặc biệt là thời điểm tháng đầu tiên, vận số của ba con giáp này thay đổi đến bất ngờ, may mắn cứ liên tiếp kéo đến, xếp hàng trước cửa, giàu sang nết vách. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào, mình có may mắn thuộc những con giáp này hay không, để chủ động nắm bắt cơ hội của mình đón tài lộc vào nhà. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một tuổi Sửu. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Sửu cho hay công việc của bản mệnh ngày càng hanh thông thuận lợi, sự nghiệp phát triển nhanh chóng và gặt hái được nhiều thành công lớn. Bản mệnh khẳng định được năng lực của mình. Hơn thế nữa, vật quý nhân trong tháng vượng, bản mệnh được giúp đỡ rất nhiều, cũng nhờ vậy mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh đừng ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan lơ là đối với vận trình tài lộc ngày càng khởi sắc. Ngoài ra, trong thời điểm này, bản mệnh nên quyết định đầu tư phù hợp sẽ thu về lợi nhuận cao. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp, ngay từ đầu năm, công việc có nhiều xáo trộn và có lúc bản mệnh đã muốn bỏ cuộc, không muốn dấn thân. Thế nhưng đừng để bất cứ việc gì khiến bạn mất lòng tin vào chính bản thân mình. Con giáp tuổi Sửu sống cho hiện tại và thể hiện niềm tin của bản thân cũng như thế giới xung quanh. Bạn biết tận dụng lợi thế quên đi khó khăn nên cuối cùng bạn sẽ bất ngờ vì một tháng làm việc hết sức hiệu quả với những thành công như mong đợi, kể cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Trong công việc, hãy thân thiện với những đồng nghiệp xung quanh, họ chính là một phần tạo nên sự thành công cho bạn. Tuy nhiên, có thể là một trong số những đồng nghiệp xung quanh để có thể tập trung cho công việc cần có kế hoạch mới trong năm nay. Bắt đầu từ tháng đầu tiên, hãy lập ra cho mình những mục tiêu dài hơi và tham vọng. Thứ hai, về phương diện tài lộc. Tài lộc của bản mệnh thời gian này khá hanh thông, việc làm ăn mở rộng kinh doanh khá thuận lợi, nhất là những khoản đầu tư đang sinh lợi nhuận. Đây cũng là động lực để bạn tìm thêm những cơ hội mới cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, nếu có giáp tuổi Sửu càng tham lam thì lại càng có tác dụng ngược, tức là mỗi khi bạn nổi lòng tham thì vận may cũng vơi bớt đi. Cho nên bạn hãy suy tính cẩn thận, trở nên thế lợi trước mắt mà bất chấp mọi thứ để đánh đổi. Quan trọng nhất là bạn phải hiểu ưu thế của mình ở đâu mà phát huy, chứ cố thu lợi ở lĩnh vực mà bạn không chắc chắn, chỉ nghe theo những lời đồn. Nếu tiếp tục thói quen này, bạn sẽ chẳng thể nào khá lên được, dù cảm thấy tiền thu về không hề ít. Vì lúc mất đi, chúng thường mất cả một khoản lớn. Điều quan trọng mà bản mệnh nên nhớ đó là phải cẩn thận với cả kế hoạch tiền bạc của mình. Nhiều tiền cũng là nỗi lo khi bạn không biết mình đang mua sắm những gì mà tiền cứ phơi đi nhanh chóng. Đừng quên dành một khoản tiền lớn cho việc tiết kiệm khi bạn có nguồn thu tăng lên. Để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội khi bước sang năm mới thì người tuổi Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. 2. Tuổi Hợi.
Xem tử vi tháng này của tuổi Hợi nói rằng sự nghiệp tiến triển khá hanh thông, dù việc lớn hay nhỏ, chỉ cần bản mệnh quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Nếu bản mệnh có chí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng, sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội biến hiện thực hóa ước mơ, khiến ai cũng phải trầm trồ. Tuy nhiên, đôi lúc bị cản trở về mặt tâm lý, nảy sinh lười biếng, thụ động trong công việc. Tài chính của bản mệnh trong tháng tuy có khởi sắc nhưng vẫn khá chậm và còn mơ hồ. Dẫu sao bản mệnh khá may mắn về tiền bạc, không lo túng thiếu, chi tiêu trong tháng không hề ít, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của tuổi Hợi. Bên cạnh đó, tình hình buôn bán duy trì ở mức khá doanh thu, không đến nỗi tệ. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp, một trong những phương diện đạt được thành tích xuất sắc nhất của những người tuổi Hợi chính là sự nghiệp. Bạn được tận hưởng thành quả của mình đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian trước đó. Đồng thời, còn được tiếp xúc với những cơ hội thích hợp để khẳng định điểm mạnh của mình, tạo điều kiện để được thăng chức, tăng lương. Ngoài ra, nhờ tam hội tác động tích cực giúp cho các mối quan hệ xã giao của bản mệnh đều phát triển thuận lợi. Bên cạnh việc nhận được sự ủng hộ yêu mến của mọi người, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn những định hướng đúng đắn cho tương lai. Người lệnh lâm thai cho thấy bạn là người nhiệt tình trong công việc, ham thích tìm tòi, điều nghiên cứu. Nhờ tinh thần ấy mà bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức, sẵn sàng đối diện với thử thách để bứt phá vươn lên. Tuy nhiên, bạn cần phải kiên định với mục tiêu của mình, không nên nhẹ dạ cả tin, không nên ham vui lười biếng, bao giờ công việc giữa chừng. Bạn phải nhạy bén nắm bắt thì sẽ đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt với những người đang theo con đường công danh, vì đây là những cơ hội quý mà bạn không thể bỏ qua. Về phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước phát triển đáng mừng, bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận mà chính bạn cũng không ngờ tới. Nhờ có quý nhân giúp đỡ, bạn tiếp xúc với nhiều khách hàng, đối tác có triển vọng. Đôi bên hợp tác tốt đẹp nên lợi nhuận tăng gấp nhiều lần cũng không phải là điều khó tưởng tượng. Người làm công ăn lương cũng nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng, xứng đáng với công sức của mình. Thậm chí có một số người được chạm vào cơ hội thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống không chỉ ở hiện tại mà còn cả ở tương lai. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 3. Tuổi Mùi. Trời sinh những người tuổi Mùi vốn tử tế, hiền lành và luôn biết mình là ai trong cuộc sống này. Họ rất chăm chỉ và siêng năng. Người tuổi Mùi tuy không gặp được nhiều may mắn như những con giáp khác, nhưng họ có sức lao động và suy nghĩ lạc quan, cầu tiến. Nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Tử vi học có nói năm 2021 là một năm có nhiều triển vọng đối với người tuổi Mùi. Cụ thể bước vào tháng 1, người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc không những suôn sẻ, thuận lợi mà họ còn tìm được cơ hội để đổi đời. Ngay từ tháng đầu tiên, năm mới tuổi Mùi đã gặp nhiều may mắn, lần lượt gặp được chuyện vui. Nếu như tiếp tục chăm chỉ làm ăn và phát huy mọi ưu điểm của bản thân thì chắc chắn tuổi Mùi sẽ thành công vang dội. Đặc biệt, qua Tết Tân Sửu, tuổi Mùi có khả năng thăng chức, tăng lương, tương lai rộng mở. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp, thời điểm đầu xuân năm mới, công việc không nhiều, tuy nhiên tuổi Mùi có dịch mã, động tinh chiếu, bản mệnh có thể phải dịch chuyển, đi lại nhiều nên cảm giác tất bật như thường. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, cảm giác khá thư thái mà vẫn đạt hiệu quả công việc tốt. Thời điểm này phù hợp để lập kế hoạch và lên mục tiêu mới, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người để mưu cầu đại sự. Xem tử vi trong tháng có chính quan nâng đỡ, ví như quý nhân là bề trên giúp đỡ, rất có lợi để phát triển công danh, sự nghiệp. Bản mệnh có dễ dàng tìm được người hợp tác làm ăn phù hợp, kế hoạch mới tiến hành ngày càng suôn sẻ, cấp trên ngày càng tin tưởng vào năng lực của bạn và tạo điều kiện tối đa để bạn có thể phát huy trọn vẹn chuyên môn. Khả năng cao bạn sẽ được giao trọng trách nắm quyền thực thụ trong tay. Có thể nói, cứ mỗi khi tuổi Mùi tự tin tập trung làm việc thì sự nghiệp chắc chắn sẽ có thu hoạch đáng kể. Thậm chí bạn còn có điểm báo về quyền được thăng chức, tăng lương trong tháng này là điều hoàn toàn trong tầm tay. Thứ hai, về phương diện tài lộc,
theo dõi tử vi 12 con giáp ở tháng đầu tiên năm mới Tân Sửu, tài vận của người tuổi Mùi khá lý tưởng, đặc biệt là thứ tài có dấu hiệu may mắn bất ngờ như thưởng nhiều, đòi được nợ tiền từ các khoản tồn đọng bỗng về tay hoặc bỗng gặp may mắn khi tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng. Kinh doanh buôn bán không quá tất bật nhưng lại đạt doanh thu lý tưởng. Đầu năm tiền bạc sông xanh, tiêu pha vì không phải quá lo lắng. Tuy nhiên đầu năm khó tránh phải chi tiêu những khoản khá khá cho những kế hoạch của cả gia đình. Vì thế bạn vẫn nên có kế hoạch tiết kiệm, quản lý chi tiêu cẩn thận để tránh rơi vào cảnh vay mượn khắp nơi ngay từ đầu năm. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc, hành thông, sự nghiệp tiến triển, tuổi Mùi cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa, hộ thân và bảo vệ tương trợ bản mệnh phát triển trong mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!